Đều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng,
Thỉnh Ngài thuyết pháp nói từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng ý trí vẹn toàn. Giờ Nam Mô Đức Tha Gia, con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư và xong, bây giờ con kính cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân MC. Mới thấy ai cầm mic đó, chúng tôi để ý không có kịp, cái thành ra đó là quý vị nghe hơi nhỏ. Chúng tôi đang chỉnh nó lên tiếng. Dạ rồi. Dạ rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đạt. Cùng chư tôn đức hiện diện, kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ, hôm qua chúng tôi bận công chuyện, thành ra hôm nay xin được giảng thế lại cho ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 199. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Xu xu khăn di hòa má. Xu xu khăn quá ta chi hòa má. Đoạn thứ 2. Usuke su anu suka. Usuke su anusuka. Đoạn thứ 2. Usuke su manusse su. Usuke su manusse su. Đoạn thứ 4. Vihara anusuka. Vihara manusuka. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, su su khăn. Su su khăn ở đây đó, chúng ta lấy theo nghĩa trạng từ. Thành ra xuất xuất khăn này có nghĩa là một cách an lạc, một cách hạnh phúc. Từ thứ hai quá tá, đây là một bất biến từ, một giới từ. Từ quá tá này cái nghĩa nó giống như từ hy vậy đó. Có nghĩa là thật vậy, quả vậy, thật vậy, quả vậy. Từ cuối cùng chi qua mát là chi quá tí, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ nhất. À, thành ra nó có cái hình thức là a mát. Chi quá tí là sống,
mà chi qua má dịch theo mệnh lệnh cách đó, có nghĩa là chúng ta hãy sống. Và chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Usuke Su. Đây là Usuka chia theo cách thứ bảy. Số nhiều thật là Esu. Usuka có nghĩa là Usuka có nghĩa là bận rộn, bận biểu, rộn ràng, rộn rịp. Từ thứ hai, Anusuka. Anusuka là Anusuka mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là A. Anusuka đây là một hợp từ, chúng ta tách ra na cộng với là usuka. Na là phủ định từ không, usuka chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Thành ra là người hay là những người không có bận rộn, không có rộn ràng. Đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba thì chúng ta đã học xong một từ rồi, thành ra đó là chỉ còn từ thứ hai là manusesu. Mà manusesu là manusá chia theo cách thứ bảy số nhiều, thành ra nó có cái hình thực là esu. Manusá. Manusá là con người, chúng ta cũng đã biết từ này rồi. Đến đoạn thứ tư. Manusá là con người hay là loài người? Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Và từ thứ hai chúng ta cũng đã học xong rồi, thành ra chỉ còn có từ đầu tiên thôi là viharama. Vihara đây là cái động từ viharati. Viharati là trú. Ví dụ như chúng ta có cái danh từ là Brahma Vihara, là phạm trú, tức là an trú cái tâm của mình ở trong bốn vô lượng tâm. Thành ra đó là viharati có nghĩa là trú hay là ở. Ở đây chia theo ngôi thứ nhất số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ma. Và ở đây cũng chia theo thể thì mệnh lệnh cách. Viharama là chúng ta hãy trú hay là hãy sống. Bây giờ chúng ta dịch văn xuôi. Quá ta thật vậy. Chi qua má, chúng ta hãy sống. Xuất xuất khăn cách an lạc. Một cách an lạc. Đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy không có động từ, nhưng mà chúng ta hiểu ra là có một cái động từ to be, và cái động từ to be này cũng được chia ở thể mệnh lệnh cách. Anusuka, Anusuka. Chúng ta hãy là những người không bận rộn. Usuke su trong số những người bận rộn. Trong số những người bận rộn. Rồi đoạn thứ ba và thứ tư là một câu.
Con đoạn thứ ba và thứ tư. À, thứ ba thứ tư ha. Vihara Anusuka, chúng ta hãy trú, hãy an trú hay là hãy sống, hãy an trú. Cái gì đấy? Anusuka, chúng ta hãy sống hay là hãy trú. Anusuka, không có bận rộn. Asuke sumanuse su là trong loài người hay là trong những người hay là giữa loài người, giữa những người. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái phần viết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 199. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần bót bài đánh máy để cho bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 199. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Sammasambuddho Phakkhavabbuddhang Phakkhavantang Vademi Soakkhato Phakkhavata Thammo Thammang Namami Suppatipanno Phakkhavato Sāvakassanghaṃ Namami Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 199. Câu kệ này cùng với hai câu kệ trước là 198, 197 nằm trong phẩm Xuất Khẩu Quốc Giá, phẩm An Lạc, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại cái ngài ngự gần cái dòng sông Rohini. Ở nơi đó đang diễn ra một cái sự tranh chấp về cái nguồn nước giữa hai dòng tộc. Một dòng tộc bên nội và một dòng tộc bên ngoại của, nói theo người đời là của Đức Phật. À, còn mà mình nói cho nó đúng 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 tí đó là của Thái tử Tất Đạt. Đó là có một lần nọ, hai dòng tộc Sắc Giá và dòng tộc Cô Ly Giá. Họ đã hợp tác với nhau để làm một cái dòng sông dẫn nước vào tưới tiêu. Nhưng mà rồi
Chúng ta biết đó thì vạn vật ở trên cuộc đời này, trên thế gian này luôn luôn biến và đổi thay. Con người mình đó cũng biến hoài đổi thay, thành ra đó là cây cối đất đai sông ngòi đó nó cũng biến hoài đổi thay. Có khi đó thì là nước nhiều, có khi đó là nước ít, có khi đó là đủ nước để tưới cho cả hai bên, có khi đó thì dư ra, nhưng mà rồi có khi đó cũng thiếu đi. Và đến khi mà nước bị thiếu đó thì bấy giờ đó bên nào cũng ước muốn, mong muốn cái điều lợi cho bên mình. Thì xin thưa quý vị, đây là cái bản chất của phàm phu. Bản chất của phàm phu đó thì luôn luôn đó là mong muốn cái điều có lợi cho mình, mong muốn cái điều có lợi cho người thân của mình, mong muốn cái điều có lợi cho bạn bè, cho nhóm, cho cộng đồng của mình. Không biết quý vị có đồng ý ở cái điểm này không? Phàm phu là vậy. Phàm phu thì ai cũng có cái tính tham lam, tính gom góp, tính vơ vét. Do đó đó là khi mà cái nguồn nước tưới tiêu không đủ, vậy bây giờ đó hai dòng tộc mới giành giật nhau. Thì thật sự ra mình nói hai dòng tộc giành giật nhau đó thì nó cũng có đúng, mà chỉ một số thành viên thôi. Một số thành viên giành giật muốn cái lợi về cho mình, và từ một số thành viên đó nó mới dẫn đến là cả dòng tộc giành giật. Từ chỗ đó mới dẫn đến cái sự tranh chấp với nhau, không bên nào nhường nhịn cho bên nào cả. Thì khi mà không có giải quyết được bằng sự hòa bình thì bây giờ người ta mới dùng đến vũ. Thành ra đó là cả hai bên đều nai địch, trang bị gươm giáo để chuẩn bị chiến tranh, giành giật cái nguồn lợi là nước. Thì lúc bấy giờ đó Đức Thế Tôn ngài quan sát, ngài thấy dòng tộc bên nội và dòng tộc bên ngoại của ngài đang chuẩn bị chiến tranh để giành giật cái nguồn nước này. Ngài thấy cần thiết phải tế độ. Thế là ngài mới dùng thần thông, ngài bay đến giữa cái dòng sông Rohini. Rohini ngài ngồi đó, ngài ngồi trên không vậy đó. Thì khi cả hai dòng tộc thấy Đức Phật thì xin thưa quý vị đó, cả hai dòng tộc đều tôn kính, đều quý kính, kính trọng Đức Thế Tôn. Cho nên đó là người ta thấy ngài ngồi giữa hư không, giữa dòng sông vậy đó, thì bắt đầu người ta mới bỏ gươm giáo xuống, người ta sụp xuống đảnh lễ ngài. Lúc đó, đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi. Ngài hỏi Tâu các đại dương, các đại dương tức là đại dương ở bên dòng nội và đại dương bên dòng ngoại, vì sao lại có cái cuộc tranh chấp này? Thì bây giờ đó các ông vua đó, ông trả lời là không biết. Thì xin thưa quý vị, đây là có thể là mấy ông vua không biết, bởi lúc nãy chúng tôi nói đó, sự tranh chấp này không chưa hẳn ha, đã là nguyên cả dòng tộc, mà có thể một vài ba thành viên ở trong dòng tộc thôi. Rồi bắt đầu đó là vì cái tôi cái sĩ, cho nên đó là vài ba thành viên giành giật đó, đó dần dần đó, lớn mạnh lên, nó thành ra nguyên cả dòng tộc. Do đó đó mà ở đây đó, các ông vua này cũng trả lời là bạch ngài chẳng biết hay là con không biết. Thì xin thưa quý vị đó, đây cũng là một cái bản chất của phàm phu. Vì cái lợi cộng đồng,
Vì muốn bảo vệ, trước hết đó là muốn gom, muốn thâu gom cái lợi cho cộng đồng của mình, rồi dẫn đến đó là muốn bảo vệ cái lợi ích cho cộng đồng của mình. Thì thành ra đó là đôi khi người ta cũng mắt nhắm mắt mở để người ta làm, và đôi khi người ta làm đó mà người ta cũng không có biết. Thì trong trường hợp này là ông vua ông trả lời vậy, có nghĩa đó là ông cũng không biết. Ông cũng không biết rõ ràng nguyên nhân cớ sự tại làm sao mà mình phải có mặt ở đây để tranh giành với bên kia. Ở đây cũng là vô minh duyên cho hành để xin thưa quý vị. Phàm phu là vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới nói, nếu mà đại vương không biết vậy thì ai biết? Cái bắt đầu đó là hai vị vua đó mới trả lời, có lẽ đó là các vị tướng nè, rồi hoặc là gì đó binh nè, rồi gì đó từ từ dần 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 xuống, có bắt đầu mới đến có thể đó là các nông dân. Thì vua cũng trả lời là có thể cho thôi, chứ vua cũng không có biết chắc 100% rằng cuộc trách này nguyên nhân chính là từ nơi các nông dân. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi hai vị vua, là nói tâu các đại dương, nước đáng giá bao nhiêu? Thì vua trả lời nói, bạch ngài, nước rẻ lắm. Thì vua mới hỏi tiếp, nói tâu các đại dương, các chiến sĩ sát đế lỵ ra giá bao nhiêu? Thì các vua mới trả lời, nói bạch ngài, các chiến sĩ sát đế lỵ thì giá rất là cao. Lúc đó đó Đức Thế Tôn ngài mới đưa lên kết luận, vậy thì vì nước có giá trị rẻ như vậy đó mà lại đem đánh đổi bằng các chiến sĩ sát đế lỵ, như vậy thì nó có thích đáng không? Dạ, nó có thích đáng không? Đức Thế Tôn thì đưa ra một cái so sánh cho các cái vị vua thấy vậy. Từ lúc bấy giờ đó là không phải các vị vua đâu mà tất cả đều đều im lặng. Cho nên đó là Đức Phật ngài mới dạy tiếp, mà nói tâu các đại dương, vì sao đó là các đại dương lại làm như thế? Nếu mà hôm nay Như Lai không có ngự đến đây đó, thì máu của các ngươi nhuộm xuống cái dòng sông, các ngươi đã làm điều không có xứng đáng, các ngươi sống trong thù hận, trú trong ba pháp hận thù. Còn Như Lai đó thì sống không có thù, các ngươi sống trong tham ái vơ vét, bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng của mình. Còn Như Lai đó thì sống không có tham ái. Sau khi nói vậy xong, Đức Thế Tôn này mới thuyết lên một loạt ba câu kệ để kết thúc cho cái buổi nói chuyện đó. Chúng ta đã học hai câu kệ đầu rồi, hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ thứ ba, Đức Thế Tôn ngài thuyết. Câu kệ thứ ba theo số thứ tự đó là 199. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Su su khăn quá ta chi hòa má, u su kề su anu su ca, u su kề su manu se su, vi ha ra má anu su ca. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Và đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã theo dõi và việc dịch văn xuôi của chúng tôi. Rồi đây có một cái bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức, chúng tôi xin được đọc để bà con chúng ta cùng nghe. Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Thì qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để bà con chúng ta
cùng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài đã dạy. Bây giờ thì qua các cái bản dịch nè, rồi qua duyên sự nè, chúng ta lấy ra được cái ý chính gì ở câu kệ này, xin thưa quý vị. Câu kệ này đó Đức Thế Tôn Ngài dạy cho hai dòng tộc Sắc Giá và Cô Ly Giá nói riêng, dạy cho tất cả những ai nghe được cái câu kệ này đó nói chung. Ngài dạy đó là chúng ta hãy sống một cách an lạc hạnh phúc. Nhưng mà để sống được một cách an lạc hạnh phúc đó đó thì chúng ta phải là cái người không có rộn ràng, không có bận rộn. Nhưng mà xin thưa quý vị, để sống được để trở thành người không có rộn ràng, người không có bận rộn là thì dễ hay là khó? Không có dễ chút nào đâu. Dạ, không có dễ chút nào. Cái duyên sự này Đức Thế Tôn Ngài thuyết ba câu kệ. Ba câu kệ này trình bày về ba khía cạnh. Dạ, ba khía cạnh tâm lý của con người. Câu kệ đầu đó là Ngài dạy mình đó sống đừng có đấu đá lẫn nhau. Câu kệ thứ hai, Ngài dạy mình đừng có bệnh hoạn. Câu kệ thứ ba đó là Ngài dạy mình đừng có rộn ràng, tức là đừng có mong muốn, ước muốn cái lợi cho bản thân của mình, cho cộng đồng của mình. Nếu như mà mình không mong muốn, mà nãy chúng tôi có dùng cái từ đó là vơ vét, là gom thâu cái lợi về cho bản thân của mình, cho nhóm của mình, cho cộng đồng của mình, thì xin thưa quý vị đó, để chúng ta không không vơ vét, không gom góp vậy đó, không mong cầu ước muốn thì không dễ, khó. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái khó đó đó thì bây giờ đó chúng ta mới thật sự có được một đời sống an lạc, có được một đời sống hạnh phúc. Vì sống an lạc, sống hạnh phúc đó có mấy điều kiện, xin thưa quý vị, có mấy loại. Sống an lạc hạnh phúc có hai, là sống an lạc hạnh phúc vì do mình có, và sống an lạc hạnh phúc vì do mình không có. Thì trong hai loại hạnh phúc này nè, thì cái an lạc hạnh phúc mà không đó mới là an lạc hạnh phúc của cái gọi là đỉnh, cái gọi là cao thượng. An lạc hạnh phúc của cái có đó là khi mà mình có đầy đủ các cái nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống như ý đó. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, là mình sống có được an lạc hạnh phúc không? Có chứ. Mình có nhiều tiền, có nhiều tiền, nhiều bạc, có nhiều sức khỏe, có nhiều trí tuệ thông minh đổi đạt đó. Thì lúc đó, đó mình muốn đi đâu đi, mình muốn làm gì làm, mình muốn ăn cái gì ăn, mình muốn mặc cái gì mặc, mình muốn cho ai cho, giúp đỡ ai giúp. Thì nó an lạc hạnh phúc quá rồi. Chứ giờ mình không có tiền, không có bạc gì cả nè. Cái đây mình muốn như chúng chỗ chúng tôi ở là đang chùa Bú Quang, là muốn đi ra tới chợ Tâm Bình thôi. Mà không có phương tiện thì mình phải đi bộ. Thì thử hỏi quý vị đó, giữa đi bộ với đi xe đó thì cái nào an lạc hơn? Đi xe đó mà được ngồi ở trong xe đời mới, là có máy lạnh đó, thì có an lạc hơn nữa không? An lạc hơn nữa. Rồi mình có sức khỏe mạnh mẽ nè. Muốn làm gì làm đó, thì lúc đó là dù cho mình có từ đây đi bộ ra tới chợ Tâm Bình đó, nhưng mà cũng an lạc hơn, cũng sung sướng hơn là cái thân mình phải bị ốm đau bệnh tật mà mình phải lết ra tới chợ Tâm Bình đó. Rồi thân mình mà mạnh khỏe là mình sở hữu một cái não bộ, một cái đầu óc đó, tỉnh táo là khôn ngoan, thì trên đường đi đó
mình cũng ít gặp những cái rủi ro tai hại hơn. Còn lại cái thân thể mình ốm đau bệnh tật, cái đầu óc mà u li li đó, thì trên đường đi bộ từ đây ra tới chợ Tam Bình cũng gặp, cũng có thể gặp vô vàn những cái trắc trở rủi ro. Do đó đó, an lạc hạnh phúc khi chúng ta có các cái nhu yếu phẩm phục vụ đời sống như ý thì mình được an lạc hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái an lạc hạnh phúc của cái có đó đó thì rồi nó sẽ mất đi. Và khi mà mất đi thì bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy là nó bị hụt hẫng, nó bị thiếu. Mà bị hụt hẫng, bị thiếu đó, thì cái nội tâm của mình sẽ bị xao động ngay, buồn phiền chán nản tuyệt vọng. Thành ra đó là cái an lạc hạnh phúc của cái có đó, đó là nó không có bền, nó không có chắc, nó không phải là đỉnh. Do đó đó phải có một cái an lạc hạnh phúc khác, đó là cái an lạc hạnh phúc của cái không. An lạc hạnh phúc của cái không là không nói theo cái pháp mà Đức Thế Tôn ngày dạy cho ông Anna Thích Bằng Đi Cá đó, là không nợ nần, không lỗi lầm. Khi mà mình không có nợ nần, không có nợ vật chất này, không có nợ tinh thần này, thì mình sống nó an lạc hạnh phúc vô cùng. Rồi khi mà mình không còn lỗi lầm chi cả, có nghĩa đó là thân hành khẩu hành ý hành của mình không có tạo ra bất kỳ một cái lỗi lầm nào cả đó, thì mình sống cực kỳ an lạc hạnh phúc. Thì cái an lạc hạnh phúc của cái không lỗi lầm này nè, đồng nghĩa với việc đó là an lạc hạnh phúc của cái không còn phiền. Khi nào mà nội tâm của mình không còn tham, không còn sân, không còn si, thì an lạc lắm. Mặc dù đó chúng tôi chưa chưa có phải là người không còn tham, không còn sân, không còn si, mà chúng tôi cảm nhận được. Cảm nhận được là khi mình không có tham, không có sân, không có si đó, thì mình an lạc vô cùng. Bởi có những lúc đó, qua việc chúng ta được học giáo lý này nè, cho nên đó là chúng ta có ngồi suy gẫm, chiêm nghiệm, nói theo thiền đó là ngồi thực tập chánh niệm. Thì ngay khi đó, đó chúng ta cũng cảm nhận được cái sự an lạc hạnh phúc. Thành ra nếu như đó mà quá trình ngồi thực nghiệm chánh thực tập chánh niệm nè, hay là ngồi chiêm nghiệm suy gẫm đó, đó mà đạt đến được cái trạng thái cao để có thể tham sân si giảm hoặc mất đi, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an lạc nó cao hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà khi nãy ở duyên sự đó, chúng tôi nói bản chất của phàm phu chúng ta đó, thì ai cũng vậy, xin thưa quý vị, cũng có cái ý nghĩ mong muốn cái điều lợi đó về mình, về nhóm của mình, về cộng đồng của mình. Thì ở trong đây đó, cái câu kệ này nè, Đức Thế Tôn ngài dạy về cái khía cạnh này, và nếu vậy đó thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, là mình có phải bận rộn không, mình có phải bận biểu không, mình có phải sống một cái đời sống rộn ràng không? Có là vì sao? Vì khi mà có dục vậy. Nhưng mà dục này nó kêu là dục dục, tức là mong cầu ước muốn ngũ dục. Thì mong cầu ước muốn ngũ dục này đó, chúng ta có một cái từ khác đó gọi là tham dục. Là mong cầu ước muốn thích thú đắm nhiễm gom góp vơ vét sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xung lạc, hoặc là tài sắc danh thực thùy, hay là mình có thể nói đó là cái ăn cái mặc cái để mà mình tiêu xài sử dụng. Vì do có cái ý nghĩ
Đó, mong muốn gom góp như vậy đó, thì thành ra đó là dẫn đến gì xin quý vị, tầm cầu dục sẽ dẫn đến đó là tầm tầm cầu. À, thì vì do cầu này, tìm tòi này để thỏa mãn cái dục lạc ngũ trần đó đó, cho nên đó là tâm luôn luôn bận rộn, tâm luôn luôn rộn ràng, dạ, luôn luôn rộn ràng. Thì khi hiểu ra được nè, trước hết là chúng tôi xin được hỏi bà con chúng ta cái đã. Khi cái tâm của mình mà bận bịu vậy nè, bận rộn vậy nè, rộn ràng vậy nè, không có một phút, một lúc nào đó, đó là thư thái nè, là an nhiên, là tự tại nè, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, mình ngay khi đó có cảm nhận được an lạc hạnh phúc không? Có cảm nhận được cái sự bình an là gì không? Khó ha, hoặc là không. À không. Vậy thì mình cảm nhận được nè, cái trạng thái tâm của mình nó bận rộn rộn ràng vậy đó, nó không an lạc hạnh phúc. Và nó không an lạc hạnh phúc. Vậy thì mình có nên đánh đổi công sức, tiền của, thời gian để đạt được cái bận rộn đó không? Để đạt được cái rộn ràng đó không? Không. Bởi vì mình thấy rằng nó không làm cho mình an ổn mà, nó không làm cho mình bình an mà, nó không có làm cho mình an lạc hạnh phúc mà. Vậy tại sao đó mình phải đánh đổi để có nó? Chẳng những mình không có đánh đổi để có nó mà ngược lại mình còn phải xua đuổi nó đi, mình còn phải từ bỏ nó đi, mình còn phải xa lánh nó đi nữa. Nhưng mà làm sao để từ bỏ nó, làm sao để xua đuổi nó, làm sao để xa lánh nó? Đức Phật ngài dạy mình đó là sao xin thưa quý vị? Sống đời sống thiểu dục tri tốt. Để sống được đời sống thiểu dục tri tốt là mình phải có nhẫn nại. Dạ, mình có nhẫn nại sống đời dục thiểu dục tri túc đó, là mình phải có nhẫn nại. Phải biết thỏa mãn bằng lòng cái mình có. Vật chất mình có, tinh thần mình có, mình biết thỏa mãn bằng lòng với cái đó. À, nhưng mà xin thưa quý vị, nói thì nghe dễ vậy thôi chứ còn đó, để cho một cái người phàm ha, thấy rằng ha, phải bằng lòng, phải biết đủ với vật chất mình có, với tinh thần mình có đó, thì khó lắm xin thưa quý vị, khó lắm. À, nhưng mà khó mà mình làm được đó thì là mình mới đạt được cái an lạc hạnh phúc cao tột. Thì mình phải tập xin thú gì, tập như thế nào ở trong 10 nhân tu tập phước đó, có cái nhân thứ 10 đó mà thường đó chúng ta có sử dụng không, có tu tập cái nhân thứ 10 này không? Cái nhân thứ 10 đó là cải chánh tri kiến. Cải chánh tri kiến này đó mình có thể nói một cách khác đó là tu tập chánh kiến. À, mà tu tập chánh kiến là sao? Tu tập chánh kiến nè, là mình phải biết được cái nào đúng, cái nào sai. À, đúng là thiện mà sai đó là bất thiện. À, thiện thì cho quả an vui, cho quả hạnh phúc. Bất thiện đó là cho quả buồn, cho quả đau khổ. Mình không muốn buồn đau khổ thì mình phải từ bỏ bất thiện. Mình muốn vui, muốn là hạnh phúc thì mình phải làm tăng trưởng lên điều thiện, điều tốt. Ra điều thiện, điều tốt. Thì cái hệ thiện nè là nó cho quả vui vậy. Bất thiện đó là nó cho quả khổ. Nó cho quả khổ. Thì từ cái chỗ đó, đó mình thấy khi mình bị cái quả khổ thì tức điều đó có nghĩa là mình đã từng gieo nhân khổ. Còn cái quả vui đó mình đang có thì điều đó có nghĩa đó là đời sư kiếp trước mình đã từng tạo cái nhân lành, nhân thiện, nhân tốt. Cho nên bây giờ mình mới được có cái quả vui, có cái quả an lành, có quả hạnh phúc.
Trong trường hợp cái duyên sự này nè, tại làm sao đó đến thời điểm diễn ra một cuộc tranh chấp đó đó, là cái dòng nước nó không có đủ để tưới tiêu cả hai bên. Để thử hỏi quý vị đó, cái việc mà thiếu hụt đó đó, thiếu hụt nước đó đó, là quả khổ hay là quả vui? Là quả khổ. Là quả khổ. Quý vị có tin đó, là mùa màng khí hậu nè, thổ nhưỡng đất đai cây cối mà nó thay đổi theo cái chiều hướng xấu đi đó, là vì do nghiệp của chúng sinh không? Nghiệp khổ của chúng sinh tới thời kỳ trổ quả dẫn đến làm cho các cái yếu tố điều kiện phục vụ hỗ trợ cho đời sống của chúng sinh đó, nó cũng sai khác đi. Chính cái chỗ nó sai khác theo chiều hướng xấu đi đó, nó mới làm cho chúng sinh khổ. Và thì đó là cái quả khổ của chúng sinh tới thời kỳ trổ. Và tới thời kỳ trổ. Thì trong trường hợp hai dòng tộc sát giá và có lý giá đó, mà thiếu nước tưới tiêu đó, thì đây cũng là cái duyên, cái điều kiện để làm cho hai cái dòng tộc này nè phải bị chịu khổ. Từ cái chỗ chịu khổ đó mà hai dòng tộc này không biết nhẫn nại, không có hiểu về nhân quả nghiệp báo đó, thì có thể dẫn đến tạo ra các nghiệp ác, nghiệp xấu khác. Thì trong trường hợp đó, nếu hai dòng tộc đó mà hiểu đó, đó là cái quả khổ nó trổ. Và mỗi mỗi người đó sống biết đủ, tức là sống có pháp tri túc đó, thì lúc đó sẽ nhận ra được đây là cái quả khổ nó đang trổ nè. Thì khi mà cái quả khổ nó đang trổ và đây là một cái cộng cộng hưởng nghiệp giữa hai dòng tộc, cho nên đây là hai dòng tộc cần phải nhẫn nại, kham nhẫn để chịu đựng, để vượt qua đi. Thì lúc đó tất yếu dẫn đến đó là không có chiến tranh. Không có chiến tranh. Nhưng mà ở đây đó là vì rằng là phàm phu mà, cho nên đó là vì dục mà sai khác mà dẫn đến tầm cầu sai khác, tầm cầu sai khác cái bắt đầu mới dẫn đến đó là gì, có chiến tranh. Chứ còn nếu như mà dục không có sai khác nè, cũng là tiểu dục tri túc hết vậy đó, thì dẫn đến đó là không có sự tầm cầu, không có sự gom góp, không có sự thâu gom, thì làm sao mà có tranh giành chiến tranh xảy ra. Do đó đó là để mình là người không có bận rộn, không có rộn ràng trong cái việc đó là gom góp, là thâu gom, là đem cái lợi về cho bản thân của mình, cho cộng đồng, cho nhóm của mình, thì buộc lòng mỗi mỗi thành viên phải có pháp tri túc. Trong pháp tri túc đó còn phải có sự nhẫn nại, trong pháp tri túc nhẫn nại đó còn phải có chánh kiến để nhận ra được cái quả khổ nó đang trổ cho mình là do mình đã tạo những cái nhân ác nhân xấu đời xưa kiếp trước. Từ chỗ đó đó mà không dẫn đến tạo ra cái nhân ác nhân xấu nhân bất thiện tiếp theo. Thì với mỗi mỗi người mà sống dựa trên cơ sở của chánh kiến về nhân quả vậy đó, nhân quả nghiệp báo vậy đó, thì người đó sẽ cam tâm tình nguyện sống bằng lòng thỏa mãn với những cái gì mình có. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, khi mình cam tâm tình nguyện sống vậy dựa trên cơ sở của chánh kiến nè, sống với pháp tri túc vậy nè, thì tham có cái cơ hội để sanh nữa không, xin thú vị không?
Không có cơ hội để sanh thì lúc đó đó là mình không có phải là rộn ràng, không có là phải là bận bịu nè, để tầm tầu tìm kiếm nè, mưu toan nè, gom góp nè, thâu gom nè, vật chất tinh thần về cho mình, về cho người thân của mình, về cho cộng đồng của mình. À, thì ngay khi đó đó mình sẽ sống được an lạc hạnh phúc. An lạc hạnh phúc của cái không bị lệ thuộc bởi lòng tham. Dạ thì cứ hễ mà mình nội tâm của mình đó, hay là mình mà có được cái khả năng kiềm chế, khống chế, là làm chủ được cái tâm của mình đó, thì mình sẽ có được một cái đời sống tự tại, an nhiên, thoải mái. Và tự tại, an nhiên, thoải mái đó chính là hạnh phúc, là an lạc. Dạ là an lạc. Thì đó là toàn bộ ý nghĩa mà chúng tôi hiểu biết được qua cái câu kệ pháp cú số 199 này, xin được gửi đến toàn thể bà con chư Phật tử. Thì mong qua những lời chia sẻ của chúng tôi đó, bà con chúng ta cũng suy gẫm ra được đôi điều để ứng dụng vào trong đời sống của mình, để chúng ta có thể đạt được một cái đời sống an lạc hạnh phúc của cái gọi là không có rộn ràng, không có bận rộn. Tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 199 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến như chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực, cầu mong quý ngài tùy cho phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin các ngài hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vô bút tha giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài pháp cú số 199 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Tất cả phương pháp ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi đừng truyền đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Lạc cùng chư Tôn Đức đã vào gum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe Phật cẩm dân hồi hướng. Gia đê qua ta si ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron tệ tha quy hạt ra măng đa lê thề ra cha mắt cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha isa ra Sappana Puta Sukhita Pawan Tute Chana Bu Cha Ye Pi Cha Anda Sampa Wa
sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma qua răng pa tít cha tê sắp bề pi đục kha sa kha trần tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rắc khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma chà ri nô vô thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya ya quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn, xin xuống mít.